Sang đặc không hả? Đặc chứ, sang mà. Ủa với tí nó mòn cái này mình đổ lên được không? Như tí nó mòn xuống. Được. Được không? Dạ, đổi mặt như nhau. Đổi mặt hết, cho mình nãy xong lấy máy mình trả lại. Đúng rồi. Hai mặt nó đều là nó có cái vành ngoài to hơn để nó ăn nguyên liệu. Ủa cái này như ba ly à? Ba ly. Nhớ nó có con chốt này nha. Để ý con chốt này nha. Chung chốt này nó giữ giờ chứ nó biết. Ừ. Chốt bỏ xuống không dặn hả ta? Chốt đó là chốt chữ chục thôi. Nhìn sợ. Cũng vô ít ít nhỏ nhỏ thôi chứ đâu nước nhiều có được đâu. Đúng rồi, nước nó có độ ẩm để cho nó kết dính lại với nhau thôi. Chưa chưa? Cái gì sợ nãy không nẻ ra được còn cậu đại hả? Thử mà. Có còn nước không? Có. Cho nước. Cần lấy kia chứ. Nên cái này là đỉnh thôi thôi. Cử là mình cứ đổ đầy vô là mình để cho nó làm thôi. Đủ, 3 ngày mà xài cứng luôn không? Cái này á, mình khi mà xong như thế này nè, mình lấy rau cỏ nè, mình cho vô. Cái gì? Để cho nó sạch. Nó sạch hết các cái cám ở trong này nè. Sau khi mình đẩy xong là cái cỏ với lại cái rau á nó khô nó teo lại. Sau mình bỏ vô cái là tự động nó xuống luôn, mình không cần phải vệ sinh nữa. Có kẹt cái gì không? Ví dụ nó đậy cái đó rồi ổng xuống. Nào còn cắm coi là còn đang ở cái gì luôn. Không có. Giờ đem ra gì để cho khô cái mình rồi. Đem ra đây ăn 15 phút là cứng liền à. Cứng lại là mình để chừng từng lẫy được không? Được. Được không? Điều cả tháng được không? Tháng được hả? Đừng cho nó đựng nước, đừng lấy nước thôi. Cứ khô là cô cứ để cả tháng. Thóc lúa mình để như nào thì nó cũng để như vậy. Để vô bao vậy đó. Ừ. Vô bao để vậy là tự khô hả? Dạ đúng rồi. Cứ phơi khô có để lâu càng tốt. Cũng được. Mỗi phơi nắng phải không? Dạ.